top 5 điều cần biết về bệnh trầm cảm sau sinh. Postnatal depression (PND). Hội chứng trầm cảm sau sinh là một dạng trầm cảm mà nhiều người mẹ mắc phải sau khi sinh con. Tuy nhiên, có đôi khi người cha cũng có thể mắc chứng bệnh này nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại hiệu quả khôn lường. Mèo Biết Tuốt sẽ cung cấp cho các bạn một số điều cần biết về bệnh này và một số cách giải quyết nó nhé. 1. Trầm uất, cáu gắt, mệt mỏi. Khi xuất hiện triệu chứng này, phần lớn thời gian người mẹ cảm thấy mệt mỏi, đau buồn, không rõ nguyên nhân và rất hay khóc. Trở ngại về tinh thần khiến cho bà mẹ sau khi sinh tâm tính thay đổi, hay phiền muộn, đứng ngồi không yên. Ngoài ra, người bị trầm uất sẽ mất hứng phấn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, suốt ngày cau có, ưu phiền, không cởi mở như trước mà thu mình lại một góc. Dần dần, nếu tình trạng này cứ kéo dài sẽ khiến cho họ cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì, tuyệt vọng, mệt mỏi. Nặng hơn nữa là có thể khiến bệnh nhân nghỉ quẩn. 2. Mất ngủ, ngủ quá nhiều. Mất ngủ hoặc là ngủ quá nhiều so với bình thường cũng là một trong những dấu hiệu của hội chứng trầm cảm sau sinh. Bạn sẽ không tài nào ngủ được mặc dù đang rất mệt mỏi. Trước khi đứa trẻ tỉnh giấc thì bạn đã thức giấc rồi. Trường hợp thứ hai trong đó là bạn ngủ quá nhiều so với bình thường, cảm thấy bồn chồn, mệt mỏi, đuối sức, dễ chìm vào giấc ngủ tuy dài nhưng không sâu. 3. Mất đi hứng thú. Khi bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, bạn có thể mất khẩu vị và thậm chí là quên hẳn việc ăn uống. Một số khác thì dùng cách ăn thật nhiều để có thể giải tỏa căng thẳng, thế nhưng họ sẽ cảm thấy tệ hơn và lo lắng việc mình bị tăng cân. Không chỉ vậy, bạn có thể cảm thấy không vui khi ở chung với đứa con của mình. Thêm vào đó, người bị trầm cảm sau khi sinh con còn xuất hiện tình trạng mất hứng thú với tình dục. Hội chứng này sẽ khiến bạn mất đi bất cứ hứng thú nào, lâu dần sẽ khiến cho chồng bạn cảm thấy bị bỏ rơi. 4. Suy nghĩ tiêu cực và hay cảm thấy tội lỗi. Việc bị mắc trầm cảm sau khi sinh hay làm bạn thay đổi tâm tính sẽ dẫn đến việc thay đổi suy nghĩ của bạn. Người mắc hội chứng trầm cảm sau khi sinh có suy nghĩ theo hướng tiêu cực, xu hướng muốn tổn thương bản thân mình. Trong đầu, người mẹ sẽ cảm thấy mình không phải là người mẹ tốt, hay chồng mình không thương mình, con mình không thương mình, suốt ngày quậy phá, chẳng hạn như vậy. Thế rồi tất cả những điều tiêu cực đó bạn đều đổ lỗi cho bản thân là tại mình không tốt, mình không phải là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, dễ khóc, dễ cáu giận. 5. Một số dấu hiệu thường gặp khác. Khi bạn mắc phải hội chứng trầm cảm sau khi sinh, bạn có thể đặc biệt lo lắng cho con mình. Nỗi lo đó có thể trở nên quá mức chịu đựng. Những nỗi lo thường xuất hiện trong suy nghĩ của người mẹ đó là con cái rất yếu, cân nặng không đủ, đứa trẻ khóc quá nhiều hay đứa bé quá im ắng cũng khiến bạn cảm thấy lo lắng nó có thể ngừng thở. Người mẹ khi ấy thực sự sợ hãi lúc ở cùng con một mình, cần sự trấn an từ chồng cũng như gia đình bác sĩ. Một số biểu hiện: mạch đập nhanh, không thở được, mồ hôi ra nhiều hay là có cảm giác sắp ngất xỉu hoặc bị trụy tim, luôn tìm cách né tránh gặp gỡ người khác. Đôi lần thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống này chẳng còn xứng đáng nữa. Còn có cả suy nghĩ ngớ ngẩn hơn nữa là liệu gia đình mình có tốt hơn khi bạn bị mất. Nếu gia đình có người biểu hiện của hội chứng trầm cảm sau khi sinh, hãy nhanh chóng đưa đến gặp bác sĩ để nhận được lời khuyên tốt nhất. Dành nhiều thời gian để trò chuyện, quan tâm tới người thân của bạn để có thể giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của nó nhé. Các bạn còn muốn biết thêm về chủ đề nào nữa không? Nếu có, để lại comment để mình giải đáp nhé. Nhớ follow kênh VivoDio và đón xem các video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Mèo Biết Tuốt, khám phá cuộc sống một cách thông minh.